Xin chào mọi người, em quay cho mọi người cây mộc thiên ca hoa vàng, phân khúc rất là bình dân luôn. Chào đào Hải Lam, em còn 30 cây mộc hương ta hoa vàng, hàng này em bán hàng cao cây 60, 65, 70, 80, những cây rất là cao. Cây mập thân mập chưa? Cây này, hàng này em còn 30 cây thôi nha các bác nhá. Hàng này em còn 30 cây. Bác nào bốc hết giá 120k thôi. Sale nhá, giá cũ là 130k. Có những cây nó rất là to mập như này luôn, bốc hơn đủ thuốc luôn. À đấy, còn 20 cây hàng này, 20 này, 40 này, 60, 70. Cao cây 70 phân đến 80 phân nhá. Hàng này em vẫn nhận tặng khách là cao cây 70 phân đến 80 phân. Bác nào quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại em là 0911 451 210. Còn ít nhá, còn ít sẽ sale cho khách là giá hàng này chỉ còn hàng nó cao khoảng 65 đến 70, 65, 70, 80. 65, 70, 80. Hàng này nếu mà bác nào mà lấy hết cho em thì giá 120k, 20 này, 40 này, 60 này. Chào vợ tóc vàng. Đây ạ. 20 này, 40 này, 60 này. Đều hàng đẹp mà. Hàng đẹp thân mượt luôn đấy ạ. Thân gốc đứng thuốc luôn, còn 20 cây thôi. Bác nào mua hàng thì inbox Zalo, số điện thoại em là 0911 451 210. 20, 40, 60, cái này 70 này. Đều cây đẹp nha các bác nhá. Hàng này đều cây đẹp, em còn đúng 20 cây thôi. Nhận đơn là 20 cây cho mọi người nhá. Cao cây 65, 70 phân. Giá mua hết là 120k một cây. Bác nào quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại em là 0911 451 210. Hàng này em còn 20 cây tất cả nhá. Còn 20 cây tất cả, các bác nhanh tay. Đây là giải rác ở bất mỗi góc một vài cây này. Thân này, thân nó rất là đẹp luôn. Cam kết chuẩn giống mộc hương ta hoa vàng. Bác nào đang muốn xuống giống với cây này đấy, đang muốn xuống giống, nhà các bác có đất rộng mà các bác không có điều kiện chơi cây to, các bác mua một vài cây nhỏ rồi các bác trồng thì các bác thể chơi hàng này nhá. 20 này, 40 này, 60 này. Cái này cao 70 phân. Bác nào quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại em là 0911 451 210 giúp em. Sang cái hàng to này nhá. Hàng to này em còn một ít này. Hàng to em còn ít này. Hàng to này cao cây 2m2 cho đến 2m5 cả bầu. Hàng to này thì cao cây 2m2 cho đến 2m5 cả bầu nhá. Hàng to này thì cao cây 2m2 cho đến 2m5 cả bầu đấy ạ. Cây rất là đẹp đây. Đấy, tán to sum dày đẹp. Tán của nó đây nhá. Bác nào quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại em là 0911 451 210. 0911 451 210. Hàng to này em bán giá 2 triệu một cây nhá. Hàng to này em bán giá 2 triệu một cây ạ. Bác nào mua hàng thì qua Zalo, số điện thoại em là 0911 451 210. Em quay từng cây một cho các bác nhá. Em quay từng cây một cho các bác ạ. Đây là hai cây nhá. Hai cây này các bác có thể mua trồng hai bên này, tán nó rất là to nhá. Tán nó rất là to. Tán to tròn luôn đấy ạ. Đây là hàng em đã dâm ủ kỹ rồi, về mọi người mà lên chậu ấy, lên chậu trồng ổn định, bởi vì ở cát là nó không, cát thì nó giúp cho cây nó nhanh mọc dễ nhưng mà nó lại không giữ được nước. Cát nó không giữ được nước nên là rất là nhanh khô và không giữ được chất dinh dưỡng.
nên là chỉ là duy trì thôi, để dâm ủ thôi, chỉ dùng là dâm ủ thôi. Còn nếu mà mọi người về, mọi người lên chậu nhá, lên chậu hoặc mọi người hạ thổ trồng dưới đất thì cây này sẽ rất nhanh lớn, bởi vì nó là hàng đã dâm ủ rồi, nó là hàng dâm ủ rồi, nó về nó không bị chột, không chột cây thì về mọi người trồng rất nhanh lớn luôn. Bác nào mua hàng thì qua Zalo, số điện thoại em là 0911451210. Giá em bán 2 triệu một cây nhá, 2 triệu một cây. Ai mua hàng thì qua Zalo giúp em. Cây rất là đẹp nhá. Quay hai cây tiếp theo này. Em quay từng cây một, bác nào ưng cây nào thì chốt đơn chuyển màn hình, sau đó gửi vào Zalo giúp em nhá. Em sẽ quay từng cây một, từng cặp cây một, xong là bác nào ưng cây nào thì chốt đơn, khoanh đánh dấu cây đó lại và gửi ở Zalo, số điện thoại em là 0911451210 giúp em. Ưng cây nào thì cứ chốt đơn chuyển màn hình gửi vào Zalo giúp em. Hai là cây này, là hai cây tiếp theo này. Giá hai cây này đồng giá là 2 triệu một cây. Ai mua thì inbox Zalo, số điện thoại là 0911451210 ạ. Ba cây tiếp theo nhá. Ba cây tiếp theo là cao cây 2 cho đến 2,5 m cả bầu. Cao cây 2,2 m đến 2,5 m cả bầu. Mọi người mua tầm này được giá rẻ nhá. Hàng này mấy tháng, lúc mà hàng này lúc em mới đánh về em đều bán 2,5 triệu một cây đấy. Tầm này em đã sale, em còn ít em sale giá sập sàn rồi đấy ạ. Giá chỉ 2 triệu một cây nhá. Bác nào quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại em là 0911451210 giúp em. 0911451210 nhá. Đồng giá là 2 triệu một cây nhá. Bác nào mua hàng thì qua Zalo với em. Em quay một cây to ở trên chậu này. Em quay một cây to trên chậu này, em đã lên chậu này. Cây này 4.5 triệu này, cây là cực kỳ to luôn này. Cây 4.5 triệu là cây cực kỳ to luôn nhá. Bác nào mà nhà mình có điều kiện thì mình mua cây to này luôn này. Cây này đang đâm rất là nhiều chồi, nhiều lá xanh. Cây này 4.5 triệu nhá. Vanh con này là vanh gốc của nó, vanh 20 đấy ạ. Hàng này hàng già cây này. Vanh của cây này là vanh 20 này. 20-21 luôn đấy ạ. Em vào nhà em lấy thuốc nhá. Nhà lấy thuốc. Ui, con này banh 21-22. Đây ạ. Cây mộc hương này, vanh của nó là vanh 21-22 này. Vanh 21 nhá. Đến phần này là 22 rồi, vanh 21-22 ạ. Cây này vanh cực kỳ to, vanh 21-22. Mọi người cắt hết cái phần mấy cái cành con ở phía trước đi thì nó sẽ được một cây thoát thân khoảng 15 phân. Đây là do vườn em không róc ấy.
mọi người muốn nó thoáng gốc nhá thì mọi người lấy cái kéo, mọi người người cắt cái phần cành nhỏ phía dưới gốc vào đi, phần cành nhỏ thì sát gốc đi thì sẽ là một cây thoát thân đến phần này, còn không thì để nó thành cây bụi cũng được. Vành 21, vành 21 cây to đẹp như này em bán giá chỉ có 4.5 triệu thôi bác nhá, 4.5 triệu. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào Zalo, số điện thoại em là 0911 451 210, 0911 451 210. Một cây to tiếp theo đây này. Bốn chấm năm triệu hết bọn này. Vành 20 này. Con này vành 20 này. Cái này 4.5 triệu nhá. Cái này 4.5 triệu. Bác nào quan tâm thì qua Zalo số điện thoại em là 0911 451 210 cho em. 0911 451 210. Cây này cũng là vành 21 nhá. Vành con này 20 21. Cây ngoài cây chân chậu là cây to nhất, bán 4.5 triệu quá rẻ luôn. Cây này mà có thời gian gò tán kéo tán thì nó lại lên một giá tiền mới, lên một tầng cao mới luôn. Ai mua hàng thì qua Zalo giúp em nhá. Em xin phép tắt livestream này.